Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc AP hay còn gọi là Aum Ampergate, một trong bộ ba tam thánh của đồng hồ, một thương hiệu cực kỳ lớn đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này nằm trong bộ sưu tập là Royal Oak và nó sẽ mang mã tham chiếu là 56303SA. Với bộ sưu tập Royal Oak này thì sẽ mang cho mình cái cỗ máy là quát, sẽ thích hợp cho anh em mà không thích cái độ sai số của đồng hồ cơ. Đặc biệt thì với Aum Ampergate thì chiếc này sẽ có một cái phần niềng benzen, sử dụng là niềng vàng hồng nguyên khối 18K AU750 và phần đề mi chỉ ở dây kim loại này cũng là vàng đúc nguyên khối anh em nhé. Chỗ nào là vàng khối chứ không phải bọc vàng đâu ạ. Đặc biệt thì mặt số bên trong thì sẽ được đính 8 viên kim cương thiên nhiên với tổng trọng lượng là 0,055 carat. Đây là những viên kim cương thiên nhiên được Aum Ampergate tuyển chọn rất là kỹ càng. Và chúng ta sẽ có cái đường kính của chiếc này là 33mm, đó là thông số hãng. Tuy nhiên thì mình thấy chiếc này thiết kế càng khá là dài, và với cái dòng Royal Oak này thì sẽ làm cho cái đường kính nó lớn hơn. Đó, mình anh em thì thấy khi mà mình trên tay nó không hề nhỏ đâu ạ. Nó sẽ tương đương với size khoảng 35-36 của những cái dòng khác anh em nhé. Đó, phần thân của chúng ta thì sẽ sử dụng thép 316L và nó được hoàn thiện phay xước. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa lẫy này để chống bật. Đó. Quay trở lại với sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái mặt số màu vàng và nó được đánh vân rất là đẹp. Những cái vân dạng nổi tạo ra những hiệu ứng phản xạ ánh sáng khi mà có ánh sáng đi qua. Lịch ngày được bố trí tại góc 3 giờ và logo của hãng nằm tại góc 12 giờ. Toàn bộ cọc số kim của chiếc này được thiết kế bằng vàng luôn. Đó. Mặt kính sapphire nguyên khối này, phần niềng benzen sử dụng một cái niềng vàng khối và nó được tạo hình dạng đa giác rất đẹp, được cố định bởi những cái chấu vít. Đó. Núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo của AP và núm này được thiết kế cũng bằng một hình lục giác để ăn khớp với phần niềng benzen này. Đi kèm sẽ là một sợi dây được thiết kế những cái mắt đặc trưng của Royal Oak rồi. Đó, với những chỉ đề mi ở giữa là vàng nguyên khối 18K anh em nhé. Ở đây chúng ta sẽ có những con vít để tháo các cái mắt, các cái đốt ở mắt ra. Đây là bộ khóa của chiếc AP này. Đó, đóng mở rất là dễ dàng. Cuối cùng là phần đáy của chúng ta. Đây là một chiếc sẽ có một cái số thứ tự. Tuy nhiên thì mình đã che để bảo mật thông tin của sản phẩm. Đây là một chiếc Royal Oak, máy quát của máy của Thụy Sĩ. Đó. Chiếc này thì là 33mm nhưng mà mình thấy khá to. Độ mỏng cực kỳ tuyệt vời, chỉ 5,5mm này. Phần càng của chúng ta thì sẽ tính điểm đầu điểm cuối là 42mm. Tuy nhiên thì với cái sợi dây của dòng Royal Oak này, nó sẽ làm phần càng nó rộng hơn. Nó tương đương với, nó lên tới size khoảng 50,5mm anh em nhé. Với chiếc AP Royal Oak này, bên mình về với tình trạng lướt, chỉ còn đồng hồ giao lưu lại với anh em mức giá là 265 triệu cho một thương hiệu lớn đến từ Thụy Sĩ, sử dụng rất là nhiều vàng cũng như là kim cương. Hàng đã có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% để bên mình choàng đi. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ soi bằng một cái kính lúp để cho anh em nhìn thấy rõ cái độ hoàn thiện của những cái cọc số và cái mặt số của chiếc AP Royal Oak này. Có thể nói là cái độ hoàn thiện của mặt số này rất là tuyệt vời anh em ạ. Cái hiệu ứng đánh vân của những cái thương hiệu lớn nó rất là tỉ mỉ và chỉn chu anh em nhé. Đó. Tên thương hiệu này. Đây, chấu giữ cọc số này. Đó, đây là dòng chữ AP. Được làm rất là sắc nét chỉn chu anh em ạ. Cho nên ô lịch này. Đó. Rất nét ạ. Ok, và bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.